Công ty Golden Heal hân hạnh giới thiệu sản phẩm Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc với Fai TV qua số 0452 067 535 hoặc email vftv2022 gmail.com Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu Kính thưa quý khán giả của đài VTA, mặc dù đại dịch COVID-19 đã qua, thế nhưng những hệ lụy thì vẫn còn, đặc biệt về sức khỏe và kinh tế, khi nhiều người vẫn đối diện với tình trạng COVID kéo dài, trong khi nền kinh tế đã bị thiệt hại hơn 30 tỷ đô la vì tình trạng phong tỏa và đóng cửa biên giới. Và đó là báo cáo mới nhất vừa được công bố. Trong đời sống hàng ngày, Ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng ACCC ngày hôm nay vừa khởi kiện công ty Viễn thông Optus với cáo buộc công ty này đã có hành vi vô lương tâm khi bán điện thoại cho khách hàng dễ bị tổn thương. Trước đây ACCC cũng đã truy tố Telstra vì hành vi tương tự, khiến Telstra phải chịu phạt 50 triệu đô la sau khi đã ngược đãi hơn 100 khách hàng người thổ dân trong giai đoạn 2016-2018 trong sinh hoạt chính trị, Đảng Tự do tại Canberra vừa có lãnh tụ mới sau thất bại liên tiếp trong 7 cuộc bầu cử vừa qua, khiến Đảng Lao động tại Canberra làm nên lịch sử khi liên tiếp nắm chính quyền trong 28 năm. Còn tại Tây Úc, mặc dù được công nhận là tiểu bang có nền kinh tế phát triển nhất nước Úc, nhưng tỷ lệ cư dân bị đói nghèo vẫn tiếp tục gia tăng. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Năm, ngày 31 tháng 10 năm 2024. Đầu tiên là tin về đại dịch COVID-19. Úc thiệt hại ít nhất 31 tỷ đô la do chậm trễ chủng ngừa. Việc chậm trễ triển khai chủng ngừa vaccine chống virus COVID-19 đã khiến nước Úc thiệt hại hơn 30 tỷ đô la khi phải kéo dài các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt và các hạn chế một cách không cần thiết. Đây là kết luận vừa được công bố bởi một cuộc điều tra kéo dài 12 tháng do chính phủ Albanese tài trợ. Cuộc điều tra kéo dài 12 tháng đã chỉ ra sự thiếu quyết liệt ban đầu của các cấp chính quyền trong việc phân phối vaccine ngừa COVID-19. Trong đại dịch này, nước Úc đã áp đặt một số biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất thế giới, đóng cửa biên giới trong 2 năm và phong tỏa các thành phố lớn trong nhiều tháng liền. Việc chậm trễ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 từ không mua sắm đến triển khai chương trình tiêm chủng đã khiến nhiều thành phố phải mở cửa muộn hơn nhiều tháng so với khả năng có thể và ước tính thiệt hại kinh tế kèm theo đó vào khoảng ít nhất là 31 tỷ đô la. Mặc dù Úc Châu được đánh giá là thành công trong phản ứng với COVID-19, cuộc điều tra cho thấy các biện pháp hạn chế và một số sai sót khác đã làm gia tăng sự mất lòng tin vào các nhà khoa học và quan chức y tế công cộng. Một trong những sai sót đáng chú ý là việc hàng ngàn hành khách được phép xuống tàu từ một tàu du lịch trước khi có kết quả xét nghiệm Covid-19. Cuộc điều tra đưa ra khuyến nghị chính phủ Úc cần phải thành lập một trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC để lập kế hoạch tốt hơn cho các đại dịch trong tương lai. Đề xuất này đã được chấp thuận và chính phủ cũng xác nhận sẽ chi 251 triệu đô la để xây dựng trung tâm CDC tại Canberra, dự phóng sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2026 tin đời sống xã hội. Trang phục và bánh kẹo thu hút phần lớn chi tiêu bán lẻ trong lễ hội Halloween năm nay. Thông tin từ đài số 9 cho biết trung bình cứ 5 người Úc sẽ có một người tương đương 20% dân số sẽ ăn mừng lễ Halloween năm nay, mà đa số đã chi tiêu nhiều vào các hạng mục như trò chơi xin kẹo và trang phục Halloween, khi mà lễ hội thường niên này ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, Giám đốc phụ trách ngành bán lẻ của Hiệp hội các nhà bán lẻ AAA, bà Flau dự đoán chi tiêu của lễ hội Halloween năm nay sẽ giảm đôi chút so với những năm trước vì chi phí sinh hoạt đắt đỏ hiện nay. Ngoài những viên kẹo đủ hình dạng và những bộ trang phục ma quái, còn có một lĩnh vực khác đã gia tăng doanh số một cách bất ngờ trong mùa lễ hội Halloween năm nay là bí ngô khi người Úc háo hức thực hiện truyền thống khắc bí ngô như một phần trong lễ kỷ niệm của họ. Bà Brown cho biết mặc dù đây không phải là đợt lễ hội có sự chi tiêu lớn, nhưng nó vẫn mang lại động lực không nhỏ cho các nhà bán lẻ ngay trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh bắt đầu. Theo bà Brown, thì trung bình mỗi người Úc sẽ chi 93 đô la và tổng cộng khoảng 450 triệu đô la sẽ đến từ chi tiêu cho Halloween ở nhiều hạng mục khác nhau. Giảng viên cao cấp về tiếp thị và hành vi người tiêu dùng tại Viện Đại học Deakin ở Melbourne, Paul Harrison cho biết, không có gì ngạc nhiên khi sự quan tâm của người Úc đối với lễ kỷ niệm Halloween đã tăng lên trong vài năm qua vì đây chính là cơ hội để cộng đồng có sự tương tác và gắn kết với nhau. Theo giáo sư Harrison thì không chỉ các gia đình đã tham gia vào hoạt động này mà số liệu từ AAA cũng đã ủng hộ điều này khi cho thấy người Úc trong độ tuổi 35 đến 59 có nhiều khả năng tổ chức lễ Halloween nhất, chiếm 34% thị trường, tiếp theo là những người dưới 35 tuổi chiếm 25%. Sau đây là tin từ ACT, đảng tự do có lãnh tụ mới sau thất bại vào ngày 19 tháng 10. Bà Lynn Casley đã đánh bại bà Elizabeth Lee trong cuộc họp vào sáng sớm hôm nay thứ Năm và đã được bầu làm lãnh đạo của đảng tự do tại Canberra sau thất bại tại cuộc bầu cử quốc hội ACT vào ngày 19 tháng 10 vừa qua. Trong khi, cựu lãnh đạo Jeremy Hansen được bổ nhiệm vào chức vụ phó lãnh tụ. Trước đó, ông Hansen đã tuyên bố sẽ ứng cử vào vị trí lãnh đạo, nhưng hôm qua đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với bà Casley. Đảng Tự do đã chịu thất bại trong cuộc bầu cử thứ bảy liên tiếp vừa diễn ra vào ngày 19 tháng 10 sau khi chỉ chiếm được 9 trong tổng số 25 ghế trong Hội đồng lập pháp ACT. Bà Lee, người đã làm lãnh đạo kể từ năm 2020, đã lập luận rằng bà là người giỏi nhất để lãnh đạo Đảng Tự do trong cuộc bầu cử năm 2024. Bà đã tái tranh cử vị trí lãnh đạo với một lá phiếu từ Mark Patton, người ứng cử vai trò cấp phó của bà nói về Tân lãnh tụ Cassidy lần đầu tiên được bầu vào Hội đồng lập pháp vào năm 2020 và đã làm phó lãnh tụ cho bà Lee từ tháng 12 năm ngoái. Phát biểu sau cuộc họp sáng nay, bà Cassidy cho biết bà đã thông báo với bà Lee về ý định tranh cử trước lãnh đạo vào chiều qua. Theo bà Cassidy, thì Đảng tự do cần tập hợp lại sau thất bại trong cuộc bầu cử và học hỏi từ thất bại đó bằng cách lắng nghe cộng đồng. Cây đến là tin từ Tây Úc. Tiểu bang có nền kinh tế mạnh nhất nước nhưng vẫn còn nhiều người gặp khó khăn. Tây Úc tự hào có nền kinh tế mạnh nhất nước Úc theo một báo cáo gần đây của Comsec và trong khi chính quyền tiểu bang đang ăn mừng cho danh hiệu này thì các chuyên gia cho biết vẫn hãy còn rất nhiều cư dân Tây Úc đang sinh sống trong hoàn cảnh nghèo khó, không đủ ăn và không đủ mặc. Nhắc lại là báo cáo có tên gọi là State of the State của Comsec đã theo dõi hiệu suất kinh tế trên toàn quốc bằng 8 chỉ số chính. Qua đó cho thấy Tây Úc đã dẫn đầu trong ba hạng bao gồm chi tiêu bán lẻ cao nhất, tăng trưởng dân số cũng cao nhất nhưng tỷ lệ thất nghiệp thì lại thấp nhất. Đây là lần đầu tiên Tây Úc đã đứng đầu danh sách sau hơn một thập kỷ, củng cố thêm tuyên bố của thủ hiến Roger Cook rằng Tây Úc là động cơ chính của nền kinh tế quốc gia. Các chuyên gia đã chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa hai hạng mục thành công của Tây Úc là chi tiêu bán lẻ cao hơn 10.5% trong quý 2 so với mức trung bình của thập kỷ. Chỉ số thứ nhì là dân số đã gia tăng thêm 3.11%, giúp Tây Úc cán mốc 3 triệu dân vào đầu tháng 10 này. Mặc dù dân số gia tăng nhưng tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Úc thấp hơn mức trung bình trên toàn quốc là 3.7%, tức là thấp hơn gần 30% so với mức trung bình của cả thập kỷ. Tin tức này được đưa ra một ngày trước khi Thủ Hiến Khúc có bài phát biểu trước hàng trăm người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài nguyên của tiểu bang. Trong bài phát biểu của mình, Thủ Hiến Roger Cook xác nhận, Ngành tài nguyên đã ghi nhận năm thứ bảy liên tiếp tăng trưởng việc làm, hỗ trợ 135.000 việc làm toàn thời gian. Con số này nhiều hơn 9.000 so với hồi năm ngoái. Trong khi đó, chính quyền tổ chức ăn mừng về danh hiệu này thì vẫn có những lo ngại nghiêm trọng trong lĩnh vực dịch vụ xã hội, rằng sự giàu có của Tây Úc đã không được chuyển đến những người đang gặp khó khăn. Trong bản trình bày ngân sách tiểu bang Hội đồng Dịch vụ Xã hội Wacos cho biết, sự gia tăng dân số và chi phí sinh hoạt tăng cao đã thúc đẩy nhu cầu ở mức chưa từng có, theo Wacos, 37% gia đình cho biết họ phải vật lộn để kiếm thức ăn, không dám chi tiêu tiền khám bệnh cũng như nhiều nhu cầu cần thiết khác trong đời sống. Tương tự, Tổ chức Phúc lợi Tài chính FWC cũng đã công bố báo cáo tổng quan năm 2024, trong đó phát hiện ra rằng khó khăn về tài chính đang trở nên phổ biến và lan rộng hơn. Tổng giám đốc của FWC, bà Helena Jakubovic cho biết, Số người tiếp cận các dịch vụ của FWC đang ngày càng tăng và bà dự đoán vấn đề sẽ không giảm bớt nếu không có sự can thiệp từ chính quyền tiểu bang hoặc liên bang. Tin từ Victoria Một phụ nữ tử vong vì ăn nấm độc Cảnh báo được đưa ra sau khi cảnh sát điều tra tử thi phát hiện một phụ nữ lớn tuổi tử vong sau khi ăn nấm độc vào tháng 5 vừa qua. Thẩm phán John Kane cho biết bà Loretta Maria Del Rossi, 98 tuổi, đã phát hiện tử vong vào ngày 22 tháng 5 một tuần sau khi ăn một bữa ăn làm từ nấm hái trong vườn của chính bà. Cảnh sát cho biết bà Del Rossi sinh sống với người con trai đã trưởng thành và tự trồng rau cũng như thường xuyên thu thập các loại cỏ dại ăn được như bồ công anh mọc xung quanh nhà. Cuộc điều tra tử thi cho biết bà đã phát hiện ra nấm mọc trong sân nhà mình vào ngày 15 tháng 5 và bà nghĩ rằng đây là loại nấm có thể ăn được vì trước đó bà cũng đã từng ăn nấm hái trong vườn. Tuy nhiên bà và con trai đã bị bệnh sau khi ăn nấm Bà qua đời tại bệnh viện một tuần sau đó trong khi con trai bà vẫn sống sót. Thẩm phán Kane lưu ý rằng Bộ Y tế Victoria đã đưa ra nhiều nguồn thông tin về mối nguy hiểm khi hai nấm mọc dại cũng như cách để nhận biết các loại nấm độc. Tuy nhiên, ông thấy rằng chính phủ có thể làm nhiều hơn nữa để giáo dục mọi người. Ông khuyến nghị Bộ Y tế và Trung tâm Thông tin Chất độc nên có kế hoạch và thực hiện một chiến dịch quảng cáo vào mỗi mùa thu về mối nguy hiểm khi tiêu thụ nấm dại nấm dại thường mọc ở Victoria khi thời tiết ẩm ướt và mát mẻ hơn, đặc biệt là loại nấm mũ tử thần thường có màu vàng, trắng, nâu nhạt hoặc xanh lục và thường mọc dưới những cây sồi. Cuối cùng cũng tin từ Victoria, cộng đồng gây quỹ hơn 120.000 đô la ủng hộ gia đình Jack Davey. Trường tiểu học Auburn South đã trở thành thông tin được quan tâm nhiều nhất trong hai ngày qua, là nơi học sinh Jack Davey, 11 tuổi, đã tử vong sau khi bị một chiếc xe tông khi đang trong giờ ra chơi cùng các bạn cùng lớp. Hơn 125.000 đô la đã được quyên góp cho gia đình Jack Davey, cùng 4 học sinh khác đã bị thương khi một chiếc xe SUV do một nữ phụ huynh lái bị mất lái và đâm vào hàng rào của trường trong giờ ra chơi vào thứ Ba. Người bạn của gia đình Lucy Bristol, người đã khởi xướng chiến dịch gây quỹ trực tuyến GoFundMe cho gia đình Davey đã mô tả Jack là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, đam mê thể thao cậu bé 11 tuổi này cũng được nhớ đến như một thành viên tích cực của cộng đồng bóng đá và bóng rổ địa phương. Người phụ nữ lái xe cũng là mẹ của một học sinh tại trường, đã bị bắt tại hiện trường nhưng đã được thả ra trong khi chờ điều tra thêm. Trong khi đó, Thủ Hiến cho Sinta Allen cho biết chính quyền tiểu bang hiện đang tập trung vào việc hỗ trợ học sinh, gia đình, giáo viên và nhân viên của trường, cũng như những người ứng cứu đầu tiên có mặt tại hiện trường. Bà cam kết họ sẽ nhận được mọi sự tư vấn và hỗ trợ cần thiết. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của VietTV Australia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài VietTV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.